Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin sống chung với virus và Trung Quốc. Mặc cho các chiến dịch ngoại giao virus corona được Trung Quốc đẩy mạnh trên mọi mặt trận, từ châu Âu giàu có cho đến châu Phi nghèo đói, từ mọi ngóc ngách của sân nhà châu Á đến châu Mỹ xa xôi, nhưng Trung Quốc chưa bao giờ bị thế giới hát hồi đến như vậy. Nếu thảm sát Thiên An Môn vào mùa xuân năm 1989 khiến nhiều nước phương Tây phẫn nộ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh, thì với đại dịch Covid-19, chế độ Tập Cận Bình đã gây ra nỗi ngờ vực trên toàn cầu. Phương Tây quyết liệt yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để virus corona lây lan khắp nơi, thậm chí còn đòi Bắc Kinh chịu trách nhiệm cho những thiệt hại về người và của mà đại dịch này gây ra. Nhưng với một tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao hiện nay thì thật không dễ làm khó Bắc Kinh chút nào. Tờ báo Pháp Lê Deco đã nhận định Tập Cận Bình vẫn còn nhiều lá bài trong tay để đối phó với các nước trên thế giới. Đây là hình ảnh phòng thí nghiệm của Sinovac Biotech Trung Quốc, đơn vị dẫn đầu trong việc nghiên cứu vaccine chống COVID-19 hiện nay trên thế giới. Thứ nhất là cuộc chạy đua tìm vaccine. Trong số 40 ứng viên tham gia trận chiến toàn cầu này, Sinovac Biotech của Trung Quốc dường như đang tiến xa nhất. Nhưng việc Trung Quốc để lây lan virus rồi lại chạy đua để điều chế vaccine đánh bại đại dịch là điều thật đáng mỉa mai. Lá bài thứ hai của ông Tập liên quan đến châu Phi, Trung Đông và nói chung là tất cả các quốc gia cần tiền để vượt qua khủng hoảng. Nếu không có sự trợ giúp của châu Âu và Mỹ, thì trong thời gian tới, Algeria, Ai Cập, Pakistan có thể sẽ phải kêu gọi Bắc Kinh giúp sức. Lá bài thứ ba là về công nghiệp. Liên minh châu Âu hứa hẹn sẽ hồi hương một số dây chuyền sản xuất chiến lược quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực dược phẩm và nguyên liệu thô. Nhưng sẽ là ảo tưởng nếu châu Âu nghĩ có thể hồi sinh ngành công nghiệp châu Âu như 50 năm về trước. Độc lập về hậu cần với Trung Quốc cũng chỉ là một ảo tưởng. Cuộc khủng hoảng hiện nay chắc chở chúng ta là thế giới sẽ phải chung sống với Trung Quốc nhưng không bao giờ được quên bản chất xấu xa của nhà cầm quyền, độc tài, cộng sản tại Bắc Kinh. Đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng là một thời điểm đau đớn để phương Tây nhận ra rằng mình đã phụ thuộc vào Trung Quốc đến mức nào và giờ đây Trung Quốc đã quá lớn để có thể sụp đổ. Đây là hình ảnh biểu đồ GDP của 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới vào năm 2018. Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ nền kinh tế lớn nào để vươn lên đứng thứ hai thế giới tính theo GDP. Trong vòng chưa đến 30 năm, tất cả mọi quốc gia trên thế giới, đi đầu là châu Âu và Mỹ, đã nhường một phần lớn chủ quyền về thuốc men và trang thiết bị y tế cho Trung Quốc. Quốc gia rộng lớn này đã trở thành xưởng bào chế với hơn 80% hoạt chất chính được dùng trong các ngành sản xuất dược phẩm. Đáng nói hơn là Trung Quốc nắm giữ 80-90% dược liệu để bào chế ra các hoạt chất chính và các loại thuốc này thay thế các loại dược liệu hiện nay không còn được bào chế nữa. Chẳng hạn, Trung Quốc đã sản xuất tới 97% dược liệu và hóa chất cần thiết để sản xuất kháng sinh đồng dạng, tiêu thụ tại Mỹ, đối thủ địa chính trị của Trung Quốc. Ấn Độ cũng là một nhà sản xuất dược phẩm được hưởng lợi lớn từ chính sách di rời ngành công nghiệp dược phẩm của Tây Phương. Song suy cho cùng thì nền sản xuất của Ấn Độ cũng không thoát được cảnh phụ thuộc cho đến 80% vào hoạt chất chính do Trung Quốc bào chế. Nói một cách hình ảnh như chuyên gia Rosemary của Viện Hastings của Mỹ thì tất cả con đường đều dẫn đến Trung Quốc. Đó là lý do mà truyền thông Trung Quốc Tân Hoa Xã hôm 4 tháng 3 năm 2020 đã tràn đầy tự tin khi vẽ ra kịch bản Trung Quốc ngưng xuất khẩu thuốc men sang Mỹ sẽ gây khó khăn cho Mỹ và nhấn chìm nước Mỹ trong đại dương virus corona. Đại dịch virus corona đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo phương Tây suy tính đến việc đa dạng hóa và hồi hương các dây chuyền sản xuất quan trọng. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia về hồ sơ này đều lưu ý về những khó khăn liên quan đến thời hạn, chi phí, kiến thức hiểu biết để tái lập nền sản xuất. Chuyên gia Đức Laufer cũng tỏ ý hoài nghi về lâu dài và nói, việc này sẽ phải mất nhiều năm, các quy trình sản xuất, hóa học tinh khiết rất phức tạp, nhất là sáng chế ra các công nghệ riêng để đảm bảo tôn trọng tiêu chuẩn xanh. Việc này đương nhiên sẽ phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước châu Âu, bởi vì các nước không thể sản xuất toàn bộ chỉ trong nước họ. Và tất cả những đòi hỏi trên cần phải có sự thay đổi thực sự trong tư duy. Một báo cáo được Bloomberg Economy công bố vào thời điểm cuối của năm 2019, ngay trước khi đại dịch bùng nổ, nhận định không quốc gia nào có thể đạt được sự thành công giống như những gì Trung Quốc đã tận hưởng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Đây là hình ảnh
biểu đồ 5 quốc gia hàng đầu có tiềm năng xuất khẩu để bổ trợ cho việc làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc do Bloomberg Economy công bố. Thay vào đó, đang có một nhóm các nền kinh tế có tiềm năng thay thế Trung Quốc, trong đó nền kinh tế đang nỗ lực tận dụng mọi vị thế của mình nhưng lại bị cản đường bởi những vấn đề mang tính cấu trúc như cơ sở hạ tầng không tương xứng hoặc bất ổn chính trị. Mạng lưới phức tạp, tinh vi cùng các nhà máy, nhà cung ứng, dịch vụ hậu cần và cơ sở hạ tầng vận tải của Trung Quốc được phát triển trong một thời kỳ hoàn toàn khác, được hỗ trợ bởi tiền bạc và công nghệ từ Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông ở thời điểm mà các vấn đề về môi trường, quyền con người, lao động chưa được quan tâm sát sao như hiện nay. Trung Quốc còn có cơ lực lượng lao động giá rẻ, dồi dào trong gần 3 thập kỷ, gần như không phải đối mặt với bất kỳ rào cản nào khi thâm nhập thị trường toàn cầu. Bloomberg Economy xem xét đến 6 khía cạnh, từ lao động đến môi trường, kinh doanh của 10 nền kinh tế châu Á để tìm ra nền kinh tế đang phát triển nào sẽ tiến lên, là bước chiếm lĩnh miếng bánh lớn hơn trong ngành sản xuất. Không một nền kinh tế đơn lẻ nào có khả năng đi vừa chiếc hài mà Trung Quốc để lại. Các chuyên gia Shang Chu và Jutin viết trong báo cáo như vậy. Nhiều nơi có lợi thế chi phí giá rẻ, nhưng ngoại trừ Ấn Độ thì tất cả đều có mô hình và quy mô quá bé so với Trung Quốc và tất cả đều phải đối mặt với các thách thức về năng lực cạnh tranh. Về phía Ấn Độ, nước này bắt đầu nỗ lực đuổi kịp khả năng sản xuất của Trung Quốc từ 5 năm trước, khi Thủ tướng Modi đã thông báo về sáng kiến Make in India với nhiều ưu đãi dành cho các công ty nước ngoài muốn mở nhà máy tại đây. Đây là hình ảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và sáng kiến Make in India. Đến năm 2050, Ấn Độ dự báo sẽ vượt Trung Quốc trở thành nước đông dân nhất thế giới. Và số dân trong độ tuổi lao động cũng được dự báo chạm mốc 1 tỷ người. Tuy nhiên, lợi thế về nguồn cung lao động giá rẻ đã bị triệt tiêu bởi các yếu tố khác. Ví dụ như cơ sở hạ tầng còn kém phát triển, luật đất đai và luật lao động lạc hậu cùng với bộ máy hành chính rất cồng kềnh. Đất nước Nam Á này đã tiến bộ khá xa khi tăng 37 bậc trong bảng xếp hạng môi trường kinh doanh của World Bank, nhưng vẫn còn đứng thứ 63 và còn cách Trung Quốc rất xa. Ấn Độ đứng đầu về tiềm năng xuất khẩu nhờ có dân số đông đảo, đứng thứ hai là Indonesia và thứ ba là Việt Nam. Câu chuyện của Indonesia cũng tương tự như vậy. Mặc dù Indonesia xếp trên Ấn Độ về mức độ ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng bị kéo lùi bởi cơ sở hạ tầng yếu kém. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Joko Widodo tự thừa nhận rằng đất nước của ông không thể thu hút các nhà máy từ Trung Quốc vì nhà đầu tư vẫn lo ngại về các luật lệ cồng kềnh và phức tạp. Khi Sharp muốn chuyển dây chuyền sản xuất máy giặt từ Thái Lan sang Indonesia, công ty Nhật Bản đã phải mất 2 năm để hoàn tất khâu chuẩn bị, từ thiết kế địa điểm, tìm nhà cung ứng địa phương, thử nghiệm sản xuất và giải quyết tất cả các vấn đề hành chính, một lãnh đạo của Sharp cho biết như vậy. Cách đây 2 năm, Indonesia đã triển khai hệ thống kê khai một cửa trực tuyến nhằm giúp các doanh nghiệp có thể lấy giấy phép kinh doanh dễ dàng hơn. Nhưng động thái này cũng không mang lại nhiều hiệu quả vì doanh nghiệp vẫn cần nhiều giấy phép từ chính quyền địa phương. Điều tương tự cũng tồn tại tại hệ thống thuế. Trường hợp của Việt Nam cũng bị vướng mắc bởi vấn đề về cơ sở hạ tầng. Dòng tiền đổ vào các nhà máy mới khiến đường xá và các cảng bị quá tải. Ngày càng có nhiều lời than phiền về tình trạng nghẽn tắc trong các cảng, trong khi Trung Quốc sở hữu 7 trong số 10 cảng container nhộn nhịp nhất thế giới, Thượng Hải đứng số 1. Hai cảng lớn nhất của Việt Nam là cảng Sài Gòn và cảng Cái Mép lần lượt chỉ đứng thứ 26 và 50 mà thôi. Đinh Y Phan, một nhà nghiên cứu, cộng tác với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc nói, sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong những ngày đầu tiên phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư nước ngoài. Và mỗi khi các nước phương Tây nói về việc rời khỏi Trung Quốc thực sự rất lo lắng. Nhưng trên thực tế, điều này giờ đây không còn quan trọng nữa. Trung Quốc đã xây dựng được hệ thống công nghiệp của riêng mình. Đây là hình ảnh vào ngày 10 tháng 12 năm 2001 tại Doha, Qatar. Hội nghị lần thứ tư cấp bộ trưởng các nước thành viên của tổ chức WTO đã nhất trí thông qua quyết định về việc Trung Quốc được gia nhập WTO. 30 ngày sau, tức là ngày 10 tháng 1 năm 2002, quốc gia này chính thức trở thành thành viên của WTO sau 15 năm chuẩn bị. Chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh nhất thế giới đang ngày càng hoàn thiện tại Trung Quốc, không thể vì dịch bệnh mà bị phá vỡ. Kể từ khi Trung Quốc đẩy mạnh cải cách mở cửa vào những năm 1990, đặc biệt là khi tham nhập vào Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO vào năm 2001, được hưởng lợi từ việc cải thiện điều kiện ngoại thương và chuyển dịch công nghiệp toàn cầu, trong khi các lợi thế so sánh như chi phí lao động thấp, Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển thành nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất thế giới, đồng thời đạt được lợi nhuận tương đối ổn định trong phân công lao động thuộc chuỗi giá trị toàn cầu.
Kể từ năm 2010, Trung Quốc đã trở thành một nền kinh tế mới nổi với các chuỗi công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ, do những hạn chế về cơ sở hạ tầng, mức độ phát triển kinh tế và các nguồn lực khác nhau trong ngắn hạn, không đủ điều kiện cơ bản để thay thế Trung Quốc. Do đó, từ nay đến khoảng năm 2030, sự phân công lao động trong chuỗi công nghiệp toàn cầu sẽ vẫn tương đối ổn định. Dù nguy cơ về việc phân tách và cô lập Trung Quốc đang là tiêu đề của nhiều bài báo trong những tuần qua, nhưng nước này vẫn là nhà sản xuất lớn nhất thế giới và thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, điều mà các công ty đa quốc gia không thể bỏ qua. Đây là hình ảnh tăng trưởng doanh thu của Apple tại Trung Quốc từ năm 2010 đến năm 2018. Ông Ding cho rằng Trung Quốc đã chứng tỏ năng lực cạnh tranh quốc tế trong hầu hết các ngành công nghiệp, từ thiết bị viễn thông đến đường sắt cao tốc, và năng lực đó vẫn được duy trì trong giai đoạn đại dịch. Hơn nữa, lợi nhuận lớn mà Trung Quốc tạo ra cho khu vực và thế giới dựa trên sự phát triển của ngành sản xuất, thúc đẩy chuỗi giá trị thương mại và đẩy mạnh mở cửa ngành tài chính sẽ tạo thành liên kết cốt lõi của lợi nhuận toàn cầu trong nửa đầu thế kỷ 21 và cũng là động lực quan trọng để xu thế toàn cầu hóa kinh tế không bị ngăn chặn. Các công ty đa quốc gia của phương Tây cực kỳ nhạy cảm với thị trường quốc tế đã được hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế của Trung Quốc trong thời gian dài và phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận ở thị trường nước ngoài, sẽ không chủ động từ bỏ thị trường Trung Quốc và tách khỏi Trung Quốc từ một góc độ chuỗi công nghiệp, trừ khi họ có lợi ích thay thế một cách bền vững. Trong tương lai gần, không có quốc gia nào hay nhóm lợi ích quốc gia nào có thể gánh vác mọi chi phí khi toàn cầu phân thành hai hệ thống công nghệ, thương mại, công nghiệp và thậm chí hai hệ thống tài chính. Nói cách khác, xét về mặt logic, kinh doanh thông thường và chi phí giao dịch, không ai chọn cách tách khỏi Trung Quốc. Một sự cạnh tranh một mất một còn sẽ gây ra tổn thất trong thời đại hội nhập kinh tế toàn cầu ngày nay. Và thời Trung Quốc chỉ còn là công xưởng của thế giới, cung cấp các sản phẩm công nghệ cấp thấp, giá rẻ cho thị trường giàu có vì mức lương bèo bọt và điều kiện làm việc thiếu thốn và khốn khổ của công nhân đã không còn nữa. Và tại phương Tây thì công đoàn của họ không bao giờ chịu đựng được trở thành dĩ vãng với những công việc mà như người dân và người lao động Trung Quốc làm việc. Thì nhà nghiên cứu Diver nhận định trên báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, trong hai thập kỷ qua, thế giới đã xoay vần mà Trung Quốc cũng khác. Trung Quốc đã trở thành một thị trường tiêu dùng khổng lồ và ngày càng giàu có theo cách riêng của mình. Điều này góp phần giải thích dòng chảy đầu tư sản xuất mạnh mẽ, ổn định vào nước này. Thế giới dường như không có điều nhiều sự lựa chọn. Một con đường ít rủi ro hơn có lẽ là phải vừa phải sống chung với Trung Quốc, vừa phải luôn tỉnh táo, dè chừng với bản chất của chế độ theo chủ nghĩa cộng sản độc tài tại Bắc Kinh này. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2020 với bản tin Sống chung với virus và Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.